Thưa quý vị, sau khi ra mắt dù chưa chính thức mở bán nhưng các sản phẩm iPhone 15 nhanh chóng có số lượng đặt hàng tăng vọt trên các website chính thức cũng như đại lý phân phối trong nước. Ngày 19 tháng 9, đại diện hệ thống FPT Shop cho biết tính đến ngày hôm nay, số lượng khách hàng đăng ký đặt hàng iPhone 15 series tại hệ thống này đã đạt được hơn 35.000 chiếc, trong đó iPhone 15 Pro Max chiếm tỷ lệ cao nhất 86%. Đại diện truyền thông của hệ thống Thế giới Di động cũng thống kê số lượt đăng ký trên website của Thế giới Di động, Điện máy xanh và top Topzone cũng đã đạt sắp xỉ ngưỡng là 48.000 lượt. Đại diện các cửa hàng cho biết nhu cầu mua sắm iPhone 15 tăng cao hơn rất nhiều so với các dòng sản phẩm xuất hiện trước đó. Mặc dù năm nay Apple chính thức bán hàng trực tiếp qua website của họ, nhưng các đại lý phân phối tại Việt Nam vẫn có lợi thế do chính sách thu cũ, đổi mới, cho vay trả góp 0% lãi suất và chính sách hậu mãi chú đáo. Bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max có mức giá khởi điểm lần lượt từ 29 triệu đồng và 35 triệu đồng. Dòng sản phẩm này sẽ lên kệ tại thị trường Việt Nam từ ngày 29 tháng 9.